Giờ trên cắt ngắn gì? Xung quanh vẫn thế à? Nhưng mà trên cắt ngắn hơn thì. Ừ, ngắn con đợt này là báo tuyết nó xù ấy cả đồng dưới. Qua đợt tuyết nuôi đến nó vừa, em thấy không? Làm đầy việc đấy. Bán nào bán không? Đầu nó không khoáng, công việc nó không xuôi. Ngồi máy tính cày. Vâng. Nhìn trang báo lên mấy cuốn liền. Đó. Phải đi săn tin này. Không, bọn nó săn tin về rồi nhưng mà anh bắt đầu anh ngồi xếp trang em phải không? Biên tập viên. Trang cái này bao nhiêu cái gì đúng không? Bắt đầu mới ví dụ văn hóa mà xã hội ra xã hội bắt đầu. Giờ vẫn nhiều người đọc báo đấy. Báo mạng chứ em. À, báo mạng thì. Ví dụ như trên báo mạng em đọc cái tờ nó có các chuyên mục khác nhau phải không? Hoa Tết rồi là hàng hóa Tết đủ các loại. Rồi là bến xe rồi tàu xe. Báo mạng chứ phải là báo kia gì. Có cả báo giấy, báo mạng, hai báo giống nhau luôn. Nội dung của nó đưa lên mạng nhưng mà không còn đưa trên giấy. Tùy, giờ chỉ có mạng chứ. Kiểu báo Việt giấy ấy. Việt Nam Net, Internet Net, 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 em suốt ngày phải gội đầu luôn biết nhìn nó khó chịu, để định nuôi dài để phủ xuống rồi nhưng mà không cứ biết biết nó khó tùy từng lúc. Trước hết mình đang cần những công việc nó cần phải nhanh nhẹn rồi. Suốt ngày phải gội đầu nó cứ biết biết mà cắt thế này rồi vẫn phải gội đầu suốt ngày. Đúng rồi, anh thấy tóc cứ mồ hôi dầu đúng không? Vâng, nó cứ bóng anh biết đấy, bóng vào hôm qua chiều tối hôm qua gội này là nó thấy nó biết không có tốt đâu. Việc không thông cái đầu thông thoáng trước. Thì Tết Dương ngoài có được nghỉ không? Thế thì tập viên như của anh làm lâu rồi, lương cao thì. Đến 2-3 triệu không? Tháng thì được mười mấy triệu rồi, tiền lương 10 triệu lương cứng rồi đâu là được bao nhiêu ăn bấy nhiêu. Là chính theo dân số các kiểu. Còn tính theo nhuận bút, ví dụ mình viết được nhiều bài thì mình sẽ ăn được nhiều, đúng không? Ví dụ 10 bài, mỗi bài 300 nghìn thì thêm 3 triệu nữa. Đấy, ví dụ thế. Mình có 30 bài, 3 9 cứng 10 triệu. Cứng 10 triệu cao. Đúng không? Nhưng còn kia là sản phẩm ra, ví dụ như là mình sản phẩm ra là đấy. Chưa cả nó là quảng cáo. Hứa là con quảng cáo là nó được 100. Nếu ký 100 triệu thì nó cho mình 45, 77, 75, 55, 65. Mình được 30 triệu quảng cáo. Nhưng mà ủi khó lắm. Hết rồi. Tết bây giờ nó cũng khá hay này. Tết mình hứa được 3 cái đấy là 100. Sợ
nó không làm việc với mình. Ờ như thế, nó còn đúng như kiểu đi cái câu mà. Còn cái kia mình vẫn có lực đúng để sinh hoạt hàng ngày chứ. Sống nhiều thứ lắm. Chắc tầm này được chứ? Ừ. Cả dâu anh hay cả xung quanh. Rác mà. Lấy ra anh cái tay.